Bà bầu ăn cóc xanh có lợi hay hại? Nhiều phụ nữ trong quá trình mang thai rất băn khoăn có nên ăn cóc hay không, dù bản thân rất thích nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của con. Nếu sử dụng điều độ, quả cóc có nhiều tác dụng tích cực với sức khỏe của bà bầu. Nhiều chuyên gia thường khuyên rằng mẹ bầu nên ăn cóc khi mang thai để cơ thể hấp thu được dồi dào hàm lượng sắt có lợi cho thai kỳ, từ đó làm tăng cường sức đề kháng, kích thích hệ tiêu hóa. 1. Cóc giàu chất xơ. Trái cóc rất giàu chất xơ, trong khoảng 100g cóc chứa khoảng 5,7g chất xơ, đáp ứng 23% lượng chất xơ cần thiết trong ngày của mẹ. Chất xơ là một dưỡng chất có ích cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện chức năng đường ruột và tiêu hóa thức ăn dễ dàng, cho cảm giác no lâu, từ đó giúp kiểm soát được các cơn đói và cân nặng một cách hiệu quả. Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ từ trái cóc còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. 2. Nguồn cung cấp dồi dào vitamin C. Trong 100g trái cóc có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 34mg vitamin C, đáp ứng hơn 1/2 lượng vitamin C cần bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp chống oxy hóa mạnh, bảo vệ cơ thể, chống lại các gốc tự do gây hại, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư, hỗ trợ hấp thu chất sắt, tổng hợp collagen và protein để tạo thành các mô liên kết với nhau, giúp chữa lành vết thương và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cực kỳ cần thiết trong suốt thai kỳ của mẹ. 3. Ăn cóc giúp bà bầu kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng. Cóc là một trong những loại trái cây có dinh dưỡng cao vì nó có chứa chất xơ và protein tốt cho cơ thể. Thành phần thịt trong quả cóc gồm glucid 8% đến 10,5%, protein 0,5 đến 0,8%, lipid 0,3 đến 1,8%, cellulose 0,9 đến 3,6%, tro 0,4 đến 0,7%, axit 0,4 đến 0,8%. Nhờ vậy, quả cóc có khả năng kích thích tiêu hóa, làm sinh tân dịch, giúp ăn ngon miệng hơn. Ngoài ra, cóc còn có mùi thơm dễ chịu, tác dụng tiêu thực như các món gỏi cóc, cóc dầm. 4. Cải thiện chức năng ruột. Trái cóc rất giàu chất xơ tốt cho cơ thể của mẹ bầu. Chất xơ là một trong những dưỡng chất có ích cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện chức năng đường ruột và tiêu hóa thức ăn dễ dàng, cho cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát các cơn đói và cân nặng một cách hiệu quả. 5. Giảm lượng đường trong máu. Quả cóc còn có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu đối với người bị tiểu đường type 2, tức là loại tiểu đường do chế độ ăn uống quá nhiều chất có đường và tinh bột sinh ra. Nhờ vào những giá trị dinh dưỡng đó, nhiều chuyên gia thường khuyên rằng mẹ bầu nên ăn cóc khi mang thai để cơ thể hấp thu được dồi dào hàm lượng sắt có lợi cho thai kỳ, từ đó làm tăng cường sức đề kháng, kích thích hệ tiêu hóa. Ngoài ra, thai phụ khi bị đau họng, đau đầu nên nhai cóc thật nhuyễn với ít muối, sau đó nuốt dần thì tình trạng bệnh sẽ giảm thiểu đáng kể. Dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng có tính chua nên bà bầu không nên ăn quá nhiều cóc trong một ngày, có thể gây đầy bụng khó tiêu. Axit trong quả cóc có thể làm nghiêm trọng hơn bệnh đau dạ dày, làm dư axit gây ợ chua, mẹ bầu thường xuyên đầy bụng, ợ nóng, ợ chua. Vì vậy, trong khoảng thời gian mang bầu, mẹ hoàn toàn có thể ăn được quả cóc, tuy nhiên hãy ăn với một lượng nhất định, không nên ăn quá nhiều. Chúc mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh!